Xá Lợi Tử do đó nên biết các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa ấy. Đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa có khả năng thường chẳng xa lìa. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, cái gì là tự tánh của Bát Nhã Ba La Mật Đa? Cái gì là tự tánh của Tịnh Lự Tinh Tấn An Nhẫn Tịnh Giới Bố Thí Ba La Mật Đa? Cho đến cái gì là tự tánh của Pháp Tại Nội Tại Ngoại Tại Lữ Gian? Thiện Hiện đáp, vô tánh là tự tánh của Bát Nhã Ba La Mật Đa, vô tánh là tự tánh của Tịnh Lự Tinh Tấn An Nhẫn Tịnh Giới Bố Thí Ba La Mật Đa, cho đến vô tánh là tự tánh của Pháp Tại Nội Tại Ngoại Tại Ngưỡng Gian. Xá Lợi Tử, do đó nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa, lìa tự tánh Bát Nhã Ba La Mật Đa, Tịnh Lự Tinh Tấn An Nhẫn Tịnh Giới Bố Thí Ba La Mật Đa, lìa tự tánh Tịnh Lự cho đến tự tánh Bố Thí Ba La Mật Đa, cho đến Pháp Tại Nội Tại Ngoại Tại Lưỡng Gian, lìa tự tánh Pháp Tại Nội Tại Ngoại Tại Lưỡng Gian. Xá Lợi Tử, Bát Nhã Ba La Mật Đa, lìa tướng Bát Nhã Ba La Mật Đa, Tịnh Lự Tinh Tấn An Nhẫn Tịnh Giới Bố Thí Ba La Mật Đa, lìa tướng Tịnh Lự cho đến Bố Thí Ba La Mật Đa, cho đến Pháp Tại Nội Tại Ngoại Tại Lưỡng Gian, lìa tướng Pháp Tại Nội Tại Ngoại Tại Lưỡng Gian. Xá Lợi Tử, tự tánh cũng lìa tự tánh, tướng cũng lìa tướng, tự tánh cũng lìa tướng cũng lìa tự tánh, tướng của tự tánh cũng lìa tự tánh của tướng, tự tánh của tướng cũng lìa tướng của tự tánh. Khi ấy, Xá Lợi Tử nói với Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát mà học những pháp ở trên, thì có khả năng hoàn thành trí nhất thiết tướng. Thiện Hiện đáp, đúng vậy, đúng vậy, đúng như Ngài nói, nếu Đại Bồ Tát học những pháp trên, thì có khả năng hoàn thành trí nhất thiết tướng. Vì sao vậy? Xá Lợi Tử, vì Đại Bồ Tát ấy biết tất cả pháp, không sanh, không hoàn thành. Xá Lợi Tử hỏi, do nhân duyên gì mà tất cả pháp không sanh, không hoàn thành? Thiện Hiện đáp, vì sắc là không, nên sự sanh và hoàn thành của sắc chẳng thể nắm bắt được. Vì thọ tưởng hành thức là không, nên sự sanh và hoàn thành của thọ tưởng hành thức chẳng thể nắm bắt được. Vì nhãn xứ là không, nên sự sanh và hoàn thành của nhãn xứ chẳng thể nắm bắt được. Vì nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là không, nên sự sanh và hoàn thành của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chẳng thể nắm bắt được. Vì sắc xứ là không, nên sự sanh và hoàn thành của sắc xứ chẳng thể nắm bắt được. Vì thanh hương vị xúc pháp xứ là không, nên sự sanh và hoàn thành của thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng thể nắm bắt được. Vì nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không, nên sự sanh và hoàn thành của nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được. Vì nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không, nên sự sanh và hoàn thành của nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được. Vì tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là không, nên sự sanh và hoàn thành của tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được. Vì thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không, nên sự sanh và hoàn thành của thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được. Vì thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không, nên sự sanh và hoàn thành của thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được. Vì ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không, nên sự sanh và hoàn thành của ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được. Vì địa giới là không, nên sự sanh và hoàn thành của địa giới chẳng thể nắm bắt được. Vì thủy hỏa phong không thức giới là không, nên sự sanh và hoàn thành của thủy hỏa phong không thức giới chẳng thể nắm bắt được. Vì thánh đế khổ là không, nên sự sanh và hoàn thành của thánh đế khổ chẳng thể nắm bắt được. Vì thánh đế tập diệt đạo là không, nên sự sanh và hoàn thành của thánh đế tập diệt đạo chẳng thể nắm bắt được. Vì vô minh là không, nên sự sanh và hoàn thành của vô minh chẳng thể nắm bắt được.
vì hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu não là không. Nên sự sanh và hoàn thành của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu não chẳng thể nắm bắt được. Vì cái không nội là không, nên sự sanh và hoàn thành của cái không nội chẳng thể nắm bắt được. Vì cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh là không. Nên sự sanh và hoàn thành của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh chẳng thể nắm bắt được. Vì bốn tịnh lự là không, nên sự sanh và hoàn thành của bốn tịnh lự chẳng thể nắm bắt được. Vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không, nên sự sanh và hoàn thành của bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng thể nắm bắt được. Vì năm loại mắt là không, nên sự sanh và hoàn thành của năm loại mắt chẳng thể nắm bắt được. Vì sáu phép thần thông là không, nên sự sanh và hoàn thành của sáu phép thần thông chẳng thể nắm bắt được. Vì bố thí ba la mật đa là không, nên sự sanh và hoàn thành của bố thí ba la mật đa chẳng thể nắm bắt được. Vì tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa là không, nên sự sanh và hoàn thành của tịnh giới cho đến bát nhã, ba la mật đa chẳng thể nắm bắt được. Vì bốn niệm trụ là không, nên sự sanh và hoàn thành của bốn niệm trụ chẳng thể nắm bắt được. Vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là không, nên sự sanh và hoàn thành của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng thể nắm bắt được. Vì mười lực của Phật là không, nên sự sanh và hoàn thành của mười lực của Phật chẳng thể nắm bắt được. Vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là không, nên sự sanh và hoàn thành của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng chẳng thể nắm bắt được. Vì chân như là không, nên sự sanh và hoàn thành của chân như chẳng thể nắm bắt được. Vì pháp giới, pháp tánh, pháp trụ, pháp định, thật tế, tánh bình đẳng, tánh ly sanh là không, nên sự sanh và hoàn thành của pháp giới cho đến tánh ly sanh chẳng thể nắm bắt được. Vì dự lưu là không, nên sự sanh và hoàn thành của dự lưu chẳng thể nắm bắt được. Vì nhất lai bất hoàn A-la-hán độc giác là không, nên sự sanh và hoàn thành của nhất lai cho đến độc giác chẳng thể nắm bắt được. Vì Bồ-Tát là không, nên sự sanh và hoàn thành của Bồ-Tát chẳng thể nắm bắt được. Vì Như Lai là không, nên sự sanh và hoàn thành của Như Lai chẳng thể nắm bắt được. Vì Pháp thường vô thường là không, nên sự sanh và hoàn thành của Pháp thường vô thường chẳng thể nắm bắt được. Vì pháp lạc khổ ngã vô ngã tịnh bất tịnh không bất không vô tướng hữu tướng vô nguyện hữu nguyện tịch tịnh bất tịch tịnh viễn ly bất viễn ly tạp nhiễm thanh tịnh sanh diệt hữu vi hữu lậu vô lậu thiện bất thiện hữu tội vô tội thế gian xuất thế gian thuộc sanh tử thuộc niết bàn là không, nên sự sanh và hoàn thành của pháp lạc khổ cho đến thuộc sanh tử thuộc niết bàn chẳng thể nắm bắt được. Vì pháp quá khứ vị lai hiện tại là không, nên sự sanh và hoàn thành của pháp quá khứ vị lai hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì pháp thiện bất thiện vô ký, sự ràng buộc ở cõi dục, sự ràng buộc ở cõi sắc, sự ràng buộc ở cõi vô sắc, học vô học, phi vô học, kiến sở đoạn, tu sở đoạn, phi sở đoạn, tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian là không, nên sự sanh và hoàn thành của pháp thiện bất thiện vô ký cho đến tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy, thì liền tiếp cận trí nhất thiết tướng, Đại Bồ Tát ấy tiếp cận như thật trí nhất thiết tướng như vậy, nên được thân thanh tịnh, được lời thanh tịnh, được ý thanh tịnh, được tướng thanh tịnh, Đại Bồ Tát ấy được như thật thân thanh tịnh, được lời thanh tịnh, được ý thanh tịnh, được tướng thanh tịnh như vậy, nên chẳng sanh tâm câu hành tham, chẳng sanh tâm câu hành sân,
chẳng sanh tâm câu hành si, chẳng sanh tâm câu hành mạn, chẳng sanh tâm câu hành xiểm cuồng, chẳng sanh tâm câu hành sang tham, chẳng sanh tâm câu hành tất cả kiến thủ. Đại Bồ Tát ấy, vì do chẳng sanh tâm câu hành tham cho đến chẳng sanh tâm câu hành tất cả kiến thủ, nên rốt ráo chẳng đọa vào trong thai nữ nhân, thường được hóa sanh, cũng vĩnh viễn không sanh vào các đường ác, trừ khi vì nhân duyên làm lợi lạc hữu tình. Từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, cho đến chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thường chẳng lìa Phật. Xá Lợi Từ, nếu Đại Bồ Tát muốn được công đức thù thắng lợi lạc như trên, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng nên xa lìa. Lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành về sắc, hoặc tu hành về tướng của sắc, thì chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành về thọ tưởng hành thức, hoặc tu hành về tướng của thọ tưởng hành thức, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành về cái thường vô thường của sắc, hoặc tu hành về cái tướng thường vô thường của sắc, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành về cái thường vô thường của thọ tưởng hành thức, hoặc tu hành về cái tướng thường vô thường của thọ tưởng hành thức, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành về cái lạc khổ của sắc, hoặc tu hành về cái tướng lạc khổ của sắc, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành về cái lạc khổ của thọ tưởng hành thức, hoặc tu hành về cái tướng lạc khổ của thọ tưởng hành thức, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành về cái ngã vô ngã của sắc, hoặc tu hành về cái tướng ngã vô ngã của sắc, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành về cái ngã vô ngã của thọ tưởng hành thức, hoặc tu hành về cái tướng ngã vô ngã của thọ tưởng hành thức, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành về cái tịnh bất tịnh của sắc, hoặc tu hành về cái tướng tịnh bất tịnh của sắc, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành về cái tịnh bất tịnh của thọ tưởng hành thức, hoặc tu hành về cái tướng tịnh bất tịnh của thọ tưởng hành thức, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành về cái không bất không của sắc, hoặc tu hành về cái tướng không bất không của sắc, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành về cái không bất không của thọ tưởng hành thức, hoặc tu hành về cái tướng không bất không của thọ tưởng hành thức, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành về cái vô tướng hữu tướng của sắc, hoặc tu hành về cái tướng vô tướng hữu tướng của sắc, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành về cái vô tướng hữu tướng của thọ tưởng hành thức, hoặc tu hành về cái tướng vô tướng hữu tướng của thọ tưởng hành thức, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành về cái vô nguyện hữu nguyện của sắc, hoặc tu hành về cái tướng vô nguyện hữu nguyện của sắc, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành về cái vô nguyện hữu nguyện của thọ tưởng hành thức, hoặc tu hành về cái tướng vô nguyện hữu nguyện của thọ tưởng hành thức, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành về cái tịch tịnh bất tịch tịnh của sắc, hoặc tu hành về cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của sắc, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành về cái tịch tịnh bất tịch tịnh của thọ tưởng hành thức, hoặc tu hành về cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của thọ tưởng hành thức, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành về cái viễn ly bất viễn ly của sắc, hoặc tu hành về cái tướng viễn ly bất viễn ly của sắc, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành về cái viễn ly bất viễn ly của thọ tưởng hành thức, hoặc tu hành về cái tướng viễn ly bất viễn ly của thọ tưởng hành thức, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo, thì khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành nhãn xứ, hoặc tu hành cái tướng nhãn xứ, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, hoặc tu hành cái tướng nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành cái thường vô thường của nhãn xứ,
hoặc tu hành cái tướng thường vô thường của nhãn xứ, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái thường vô thường của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, hoặc tu hành cái tướng thường vô thường của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái lạc khổ của nhãn xứ, hoặc tu hành cái tướng lạc khổ của nhãn xứ, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái lạc khổ của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, hoặc tu hành về cái tướng lạc khổ của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành về cái ngã vô ngã của nhãn xứ, hoặc tu hành về cái tướng ngã vô ngã của nhãn xứ, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái ngã vô ngã của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, hoặc tu hành cái tướng ngã vô ngã của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái tịnh bất tịnh của nhãn xứ, hoặc tu hành cái tướng tịnh bất tịnh của nhãn xứ, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái tịnh bất tịnh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, hoặc tu hành cái tướng tịnh bất tịnh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái không bất không của nhãn xứ, hoặc tu hành cái tướng không bất không của nhãn xứ, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái không bất không của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, hoặc tu hành cái tướng không bất không của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái vô tướng hữu tướng của nhãn xứ, hoặc tu hành cái tướng vô tướng hữu tướng của nhãn xứ, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái vô tướng hữu tướng của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, hoặc tu hành cái tướng vô tướng hữu tướng của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái vô nguyện hữu nguyện của nhãn xứ, hoặc tu hành cái tướng vô nguyện hữu nguyện của nhãn xứ, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái vô nguyện hữu nguyện của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, hoặc tu hành về cái tướng vô nguyện hữu nguyện của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái tịch tịnh bất tịch tịnh của nhãn xứ, hoặc tu hành cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của nhãn xứ, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái tịch tịnh bất tịch tịnh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, hoặc tu hành cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái viễn ly bất viễn ly của nhãn xứ, hoặc tu hành cái tướng viễn ly bất viễn ly của nhãn xứ, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái viễn ly bất viễn ly của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, hoặc tu hành cái tướng viễn ly bất viễn ly của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành sắc xứ, hoặc tu hành cái tướng sắc xứ, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành thanh hương vị xúc pháp xứ, hoặc tu hành cái tướng thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái thường vô thường của sắc xứ, hoặc tu hành cái tướng thường vô thường của sắc xứ, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái thường vô thường của thanh hương vị xúc pháp xứ, hoặc tu hành cái tướng thường vô thường của thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái lạc khổ của sắc xứ, hoặc tu hành cái tướng lạc khổ của sắc xứ, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái lạc khổ của thanh hương vị xúc pháp xứ, hoặc tu hành cái tướng lạc khổ của thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái ngã vô ngã của sắc xứ, hoặc tu hành cái tướng ngã vô ngã của sắc xứ, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái ngã vô ngã của thanh hương vị xúc pháp xứ, hoặc tu hành cái tướng ngã vô ngã của thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái tịnh bất tịnh của sắc xứ, hoặc tu hành cái tướng tịnh bất tịnh của sắc xứ, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái tịnh bất tịnh của thanh hương vị xúc pháp xứ, hoặc tu hành cái tướng tịnh bất tịnh của thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa,
hoặc tu hành cái không bất không của sắc xứ, hoặc tu hành cái tướng không bất không của sắc xứ, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái không bất không của thanh hương vị xúc pháp xứ, hoặc tu hành cái tướng không bất không của thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái vô tướng hữu tướng của sắc xứ, hoặc tu hành cái tướng vô tướng hữu tướng của sắc xứ, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái vô tướng hữu tướng của thanh hương vị xúc pháp xứ, hoặc tu hành cái tướng vô tướng hữu tướng của thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái vô nguyện hữu nguyện của sắc xứ, hoặc tu hành cái tướng vô nguyện hữu nguyện của sắc xứ, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái vô nguyện hữu nguyện của thanh hương vị xúc pháp xứ, hoặc tu hành cái tướng vô nguyện hữu nguyện của thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái tịch tịnh bất tịch tịnh của sắc xứ, hoặc tu hành cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của sắc xứ, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái tịch tịnh bất tịch tịnh của thanh hương vị xúc pháp xứ, hoặc tu hành cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái viễn ly bất viễn ly của sắc xứ, hoặc tu hành cái tướng viễn ly bất viễn ly của sắc xứ, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái viễn ly của thanh hương vị xúc pháp xứ, hoặc tu hành cái tướng viễn ly của thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo, thì khi tu hành bát nhã ba la mật đa hoặc tu hành nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc tu hành cái tướng nhãn giới, cho đến cái tướng của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái thường vô thường của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc tu hành cái tướng thường vô thường của nhãn giới, cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái lạc khổ của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc tu hành cái tướng lạc khổ của nhãn giới, cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái ngã vô ngã của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc tu hành cái tướng ngã vô ngã của nhãn giới, cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái tịnh bất tịnh của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc tu hành cái tướng tịnh bất tịnh của nhãn giới, cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái không bất không của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc tu hành cái tướng không bất không của nhãn giới, cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái vô tướng hữu tướng của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc tu hành cái tướng vô tướng hữu tướng của nhãn giới, cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái vô nguyện hữu nguyện của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc tu hành cái tướng vô nguyện hữu nguyện của nhãn giới, cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái tịch tịnh bất tịch tịnh của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc tu hành cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của nhãn giới, cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái viễn ly của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc tu hành cái tướng viễn ly của nhãn giới, cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc,
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra.